chia sẻ giúp em về cách giữ được tệp. Các bạn hình dung này, không bao giờ có chuyện giữ được tệp hay không. Một khi các bạn chạy quảng cáo ấy, đến thời điểm mà nó tự nhiên nó không hiệu quả nữa thì chưa chắc nó đã phải là do tệp, bởi vì có thể là do sản phẩm của các bạn nó bị bão hòa, vòng đời nó đến giai đoạn chóng mực rồi, không hút được khách hàng nữa rồi. Thứ hai, có thể content nội dung các bạn cũng đã bị bão hòa nội dung, quá nhàm chán rồi, khách hàng họ không muốn nhìn nữa, họ ẩn đi, chưa chắc nó đã là do tệp đối tượng. Cái tệp đối tượng khách hàng các bạn thì cứ sau một tháng nó sẽ reset lại, nó sẽ F5 lại. Ví dụ các bạn nhắm vào cái tệp là thời trang đi, thì bây giờ các bạn nhắm cái tháng này thì nó là những đối tượng như vậy, nhưng mà tháng sau cứ hết một tháng nó F5 lại, nó lại là những đối tượng mới hoàn toàn. Tại vì nó dựa vào hành vi của những người like. Trong thời điểm gần đây họ like những cái nội dung, like những cái fanpage, hoặc là cả hành vi nhân khẩu cũng như vậy. Bạn hình dung bạn nó update tệp liên tục. Cho nên là các bạn sẽ thấy là ngày trước nó làm gì có những cái tệp rượu bia rồi thuốc lá rồi là xương khớp rồi là thoát vị rồi là dạ dày các thứ đâu. Thế nhưng mà vừa xong nó update hết, nó có đầy đủ hết những cái tệp đó. Nó có được một thời gian, bây giờ nó lại bỏ những cái tệp liên quan đến sức khỏe rồi xương khớp thoát vị, dạ dày rồi vân vân, nó lại bỏ rồi. Nó update liên tục, nó thêm tệp mới mà nó bỏ tệp cũ. Còn những cái tệp mà nó vẫn tồn tại thì nó sẽ F5 liên tục, F5 liên tục. Cho nên không bao giờ có tệp nào nó y hệt với nhau tháng này qua tháng nọ. Cho nên về target các bạn đừng có phụ thuộc vào một hai cái keyword, cái từ khóa. Không bao giờ nó dễ như thế.